Thưa quý vị, những ngày qua dư luận đang rất quan tâm đến câu chuyện một tiến sĩ khoa học đã giới thiệu người lập đàn cầu mưa cho rất nhiều đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Để qua đó người này được cấp phép mang mưa đến cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ, khu vực đang trải qua đợt nắng nóng, hạn hán được xem là khốc liệt. Và điều kỳ lạ ở chỗ dù năng lực người này chưa hề được kiểm chứng, nhưng vị tiến sĩ vẫn sẵn sàng dùng tiếng nói của mình để đề xuất, kiến nghị cho người này thử gọi mưa. Vậy thì thực hư câu chuyện này như thế nào? Góc nhìn của người trong cuộc ra sao về câu chuyện mà không ít người cho là huyễn hoặc này? Xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đây là văn bản được gửi tới Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Trong đó có giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa được kiểm chứng. Ký tên cho văn bản này là Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS, giảng viên thỉnh giảng cao cấp của 3 trường đại học và nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Người được Tiến sĩ Điệp giới thiệu là ông Lê Minh Hoàng, ngụ tại thành phố Hà Nội. Theo nội dung văn bản lan truyền trên mạng, ông Điệp muốn giới thiệu ông Lê Minh Hoàng với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, sau 2 lần gặp gỡ trực tiếp, ông Lê Minh Hoàng nhờ cơ quan của ông Điệp phụ trách giới thiệu với các đơn vị thuộc các tỉnh phía Nam đang bị hạn hán về khả năng cầu mưa có hiệu quả của mình. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này dưới góc nhìn của người trong cuộc, qua đó giải đáp một số thắc mắc của không ít người về việc tại sao một tiến sĩ khoa học lại sẵn sàng dùng tiếng nói của mình để mở đường cho một câu chuyện, những tưởng chỉ có trong các giai thoại cổ như vậy. Chúng tôi đã có kết nối với Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS để cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông. Xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng, thưa ông, xuất hiện văn bản đang lan truyền việc ông giới thiệu với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh một người có khả năng cầu mưa. Điều này có đúng không ạ? Tôi giới thiệu đây là trong văn bản tôi đề rất rõ là về việc giới thiệu anh Hoàng tự nhận là người có khả năng cầu mưa chưa được xác thực nghiệm, thì đấy là lần thứ nhất tôi khẳng định. Lần thứ hai, trong văn bản tôi cũng nói rõ là không khẳng định anh ấy có cái tài hay không và cũng không phủ định, và chỉ giới thiệu các đơn vị trong lúc miền Nam nhiều tỉnh bị đại hạn, hàng vạn hecta hoa màu và nhân dân thiếu nước, làm cho tôi cũng rất là bối rối và rất là khổ tâm. Chính vì vậy là anh có nói rằng là anh có cái khả năng ấy về cầu mưa và đã làm cách đây 3 năm ở Hồ Thủy Điện Thác Bà và đã có kết quả, nhưng mà chưa có minh chứng của cơ quan nhà nước nào xác nhận cả. Thế thì với cái niềm tin là tôi nghĩ rằng anh ấy là có thể làm được điều ấy, và cũng có thể là anh ấy tự phóng ra. Từ cái niềm tin ấy tôi nghĩ rằng anh Hoàng này, nếu anh nói thật anh có khả năng ấy thì khỏi phí đi một tài năng. Và tôi đã giới thiệu và trong đó cũng nói rõ khẳng định là chưa kiểm nghiệm về cái khả năng của anh ấy. Cho nên tôi đã mạnh dạn giới thiệu cho các chi cục ở Thành phố Hồ Chí Minh về để kiểm nghiệm xem có thực anh ấy có cái tài năng ấy không. Thì đấy là cái nội dung công văn của tôi, chứ chưa khẳng định gì anh cả. Vâng, thì đấy là của về phía cơ quan chúng tôi. Hiện nay văn bản đã được gửi đi, đã có cơ quan nào phúc đáp về đề xuất này chưa ạ? Hiện nay tôi theo báo cáo của anh Hoàng thì tôi có gửi đồ cho anh ấy, anh bảo ký cho anh ấy khoảng 10 tờ để gửi cho các cơ quan chức năng nhà nước, nhất là Bộ Nông nghiệp, các sở thủy lợi đó. Thì hiện nay là anh đã gửi đi sở thủy lợi và Bộ Nông nghiệp thì mới được nghe phản hồi là các đồng chí lãnh đạo còn phải nghiên cứu, chưa có hồi âm gì cả. Vâng, rất cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Cũng liên quan đến câu chuyện đang gây tranh cãi này thì chúng tôi đã có liên hệ với ông Lê Minh Hoàng, chính là người tự nhận mình có khả năng cầu mưa trong câu chuyện. Và trước đó trả lời với báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho biết mình thậm chí đã từng cầu thành công cho lúa Hà Nội bớt gãy đổ. Để cùng tìm hiểu thực hư sự việc này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ chính người trong cuộc. Vâng, xin mời trường quay kết nối ạ. Xin chào ông Hoàng. Với câu chuyện đề xuất được cầu mưa gây tranh cãi trong những ngày qua thì ông có thể chia sẻ cụ thể về cách thức để có thể cầu mưa hay không ạ? Tôi như thường mọi năm ấy, thì tôi đến tôi xin ý kiến chính quyền là đang bị hạn hán như thế thì tôi có thể đến giúp cho bà con nhân dân, thì họ bảo nếu mà giúp được thì cứ giúp. Thì ý của tôi là cho tôi gặp một số người dân lao động ấy, người ta lao động trực tiếp thì họ biết là người ta cần mưa như thế nào, thì cho tôi gặp những người đó thì tôi hỏi ý kiến họ là
Ví dụ là bà con muốn mưa nhìn làm như nào, vào những dịp nào thì là tôi hỏi xong tôi biết cái ý của họ đấy là về là tôi cầu nguyện để là mưa. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thì ông cho biết là đã từng giúp đỡ bà con thiệt hại do lúa bị gãy đổ và kết quả thiệt hại của vụ mùa đó đã giảm 80% so với vụ mùa trước. Văn bản này còn có chữ ký và xác nhận của ông Đinh Quang Thành là giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Vậy thì câu chuyện này xảy ra như thế nào và ông làm cách nào để cầu cho lúa đỡ gãy đổ ạ? Thì tôi đi tất cả các vùng miền nơi nào trồng lúa là tôi nghiên cứu tìm tòi xem là thậm chí có lúc tôi ngồi ở ngoài cánh đồng cả ngày thì để tôi xem thì bà con rất là khổ vất vả về cái canh tác đấy thì nhiều lúc mà mất trắng tôi thương tôi đến tận ruộng tôi ngồi để tôi xem thì thường thường như cái lúa bị ngã đổ ấy là nó có mấy nguyên nhân thì một là các cái ruộng bị trũng thấp hơn những cái chỗ cao. Thứ hai nữa là do bà con bón hơi quá tay lúa kiểu nó mềm cây. Thứ ba nữa là nhân dân hầu như là nói tất cả lúa đổ là do gió thì tôi bảo chỉ một phần là do gió thôi. Tôi mới đi sâu thêm thì tôi mới đến từng ruộng tôi hỏi bà con là giờ tôi muốn giúp bà con để cho lúa bớt đổ thì tôi tính ra là lúa là thường hay đổ ngã là vào lúc bắt đầu người dân người ta gọi là lúa uốn câu. Nếu mà gió mà bình thường thì lúc lúa chưa uốn câu thì nó không bị đổ, nhưng lúc uốn câu thì cái ngọn lúa nó nặng thì nếu mà gió cấp 3, cấp 4 là nó đổ. Thì lúc đó là tôi hầu như ngày nào tôi cũng phải xem xét gió từng ly một tí, từng tí một. Thì là ví dụ tôi phát hiện ra gió mà tôi áng chừng mà đến cấp 2 cái là tôi xin. Thì lần nào được thì nói chung là nó được áng chừng khoảng 80-90% là nó không bị đổ. Còn nếu mà mình không can thiệp, mình không xin thì nó đổ xẹp hết. Thậm chí là những các cái lều để họ làm chỗ nghỉ ngơi ngoài đồng là nó bay khắp cánh đồng. Thì tôi từ lúc mà tôi can thiệp giúp thì tất cả mọi cái là người dân bớt khổ đi mà hiệu quả. Được biết, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp là giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ, chính là người đã đứng ra gửi lá đơn đề xuất cho ông được cầu mưa cho những khu vực đang phải hứng chịu hạn hán tại nước ta. Vậy thì ông đã làm gì để có thể thuyết phục ông Điệp đứng ra giúp đỡ mình ạ? Tôi xem đài truyền hình, thì tôi thấy trong miền Nam đang bị hạn hán thì tôi mới quay cái clip đấy tôi mang ra tiến sĩ Hoàng Điệp, tôi thưa với tiến sĩ Hoàng Điệp là tôi nhờ tiến sĩ trợ giúp cho tôi bằng cách là cho tôi xin cái giấy giới thiệu để tôi vào trong Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiến sĩ bảo bây giờ anh phải điện cho người ta trước xem người ta đồng ý không thì mới tiến sĩ mới giúp. Thì tôi về tới điện thì bên Thành phố Hồ Chí Minh với bên tỉnh Gia Lai họ nhất trí thì tôi về tôi xin để tiến sĩ ký cho tôi. Vâng, rất cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, cũng liên quan tới câu chuyện cầu mưa này thì bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, việc cầu mưa hoàn toàn là không có căn cứ. Bà Lan phân tích mưa là một hiện tượng tự nhiên cần quá trình hình thành với nhiều yếu tố khác nhau. Để có mưa thì phải có mây, nhưng hiện nay mây dông tại Nam Bộ rất ít và họa chăng chỉ có mưa rào vài nơi không đáng kể. Bà Lan cũng cho biết trừ khi là tiến hành thực hiện mưa nhân tạo bằng tác động của khoa học kỹ thuật, nhưng chi phí thực hiện rất đắt đỏ. Mà muốn có mưa nhân tạo thì điều kiện tiên quyết là phải có mây dông. Khi các đám mây này chưa đủ đối lưu để gây mưa, người ta bắn vào đó các hạt nhân liên kết để kích động tạo mưa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và theo sát diễn biến của sự việc cùng với những phản hồi từ phía cơ quan chức năng để cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.